Vào ngày 1 tháng 4 năm 2009, nhiều website và diễn đàn tại Việt Nam đã đồng loạt đưa những thông tin Minh Hằng bị lộ ảnh riêng tư, kèm theo đó là những tấm ảnh trong tư thế khá mát mẻ của cô. Mặc dù nhân vật nữ trong loạt ảnh này đã được che mặt, nhưng người xem vẫn có thể dễ dàng nhận ra đây chính là ca sĩ Minh Hằng. Không lâu sau đó, Minh Hằng đã có lời giải thích về sự cố này. Cô xác nhận rằng những tấm hình được đăng tải trên Internet kia là của mình, đồng thời phủ nhận chuyện cô chụp ảnh nóng và cho rằng đó chỉ là những tấm hình riêng tư do tự cô chụp khi nhận được một món quà độc đáo của mẹ trong dịp sinh nhật lần thứ 20 của mình. Giải thích về nguyên nhân phát tán của ảnh trên, Minh Hằng cho biết vào dịp Giáng sinh năm 2018, chính thức anh chụp được ảnh bạn bè cùng gia đình cho chị là rồi ra. Trong lần đầu tiên nhận được món quà đầu tiên của cô tại công ty, tại công ty con tim em vẫn chỉ mong chờ anh một mai sẽ quay về với em. Anh sẽ không làm như vậy, anh sẽ không hề quay lại. Sao anh không lừa dối em, không cho em một giấc mơ, giấc mơ có anh, có anh, có anh và em mà thôi. Anh làm em cuồng điên vì yêu, làm em cuồng điên vì nhớ, làm em cuồng điên vì khóc, làm em cuồng điên vì em cứ ngóng chờ. Anh không yêu em sợ em cứ hiểu lầm. Tình yêu không thể miễn cưỡng, tình yêu không thể níu kéo. Một người níu kéo cũng không thể quay lại. Em làm như vậy càng làm anh sợ em. Em làm như vậy càng làm anh ghét em. Càng làm anh chạy trốn, càng làm anh khốn đốn. Thật lòng anh xin lỗi vì em không có yêu em. Con tim em sao quá yêu anh, con tim em sao quá mong manh. Em không yêu em, hãy quên anh đi. Chớ có mong anh trao em tình yêu dù cho chỉ là dối gian. Con tim em sao quá ngây thơ, yêu anh em yêu đến tổn thương. Anh sẽ không làm như vậy, anh sẽ không hề quay lại. Sao anh không lừa dối em, không cho em một giấc mơ, giấc mơ có anh, có anh, có anh và em mà thôi. Anh làm em cuồng điên vì yêu, làm em cuồng điên vì nhớ, làm em cuồng điên vì khóc, làm em cuồng điên vì em cứ hiểu lầm. Tình yêu không thể miễn cưỡng, tình yêu không thể níu kéo. Một người níu kéo cũng không thể quay lại. Em làm như vậy càng làm anh sợ em. Em làm như vậy càng làm anh ghét em. Càng làm anh chạy trốn, càng làm anh khốn đốn. Thật lòng anh xin lỗi vì anh không có yêu em. Yeah. Vài ngày sau khi cơ quan công an vào cuộc, thủ phạm đăng những tấm ảnh riêng tư trên báo, trên mạng đã bị phát hiện. Đó là một nam thiếu niên sinh năm 1991 tại Sài Gòn, là thành viên của web gamevn.com với nickname là Mập Lê Khoa. Đây cũng là nơi đầu tiên phát tán bộ ảnh trên. Trả lời phỏng vấn của một tờ báo điện tử về hành động của mình, thiếu niên này cho biết những tấm ảnh trên được cậu vô tình tìm thấy tại một diễn đàn nước ngoài với lời chú thích là Minh Hằng. Tưởng đây là một trò đùa vô hại, đồng thời nhận được nhiều sự ủng hộ của các thành viên khác nên anh đã đăng loạt ảnh riêng tư lên diễn đàn của gamevn.com vào ngày 28 tháng 3 năm 2009. Không quên kèm theo lời hứa hẹn hấp dẫn khác để câu khách khi viết rằng đây chỉ là mới phút dạo đầu. Những tấm hình nuôi vẫn chưa được tung ra và có cả những clip 10 phút. Sau khi sự việc xảy ra, người này đã cho biết đã rất ân hận về hành động của mình và không ngờ trò đùa của mình lại gây hậu quả rất lớn đến như vậy. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2009, đại diện của Minh Hằng cùng công an văn hóa đã có buổi làm việc với cá nhân khác cũng tham gia vào sự việc này. Ta thì tay khẽ hạ thật em bước chân theo nhịp thật dịu dàng và em sao hồn nhiên xinh như đàn tiên cho bao chàng trai ngỡ ngơ thầm thở xin làm quen. Sáng thức giấc thế sao đẹp hơn hôm qua, khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tan 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 phun bôi rơi cả phải rằng em đang yêu bỗng dưng thiên thùng cười một mình vu vơ.
chiếc xuống phố cho tim rộn ràng hân hoan hát câu yêu đời giờ khi em lại sàn hồng yêu dân yêu em thơ ngây biết đâu tràn đắng mê say sắc môi em hồng anh phố đi nghênh lắm. Sẽ đợi anh đi, sẽ không thật nhiều. Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như
chào em sẽ đợi anh đi, sẽ không thật nhiều, tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Kính thưa quý vị, ca khúc Người Vô Hình đã khép lại chương trình chân dung nổi tiếng của đài truyền hình Việt Nam trong ngày hôm nay. Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp ý kiến của quý vị gửi về chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.